Tại giáo xứ chúng tôi đã tổ chức cầu nguyện chung cho cả 39 nạn nhân và mong muốn cho 39 nạn nhân được siêu thoát và cậy về lòng thương xót của Chúa có thể sớm đón nhận họ vào nước trời. Còn cái số phận của từng người thì chúng tôi cũng vẫn đang tiếp tục cứ chờ vậy thôi, trong hy vọng và chờ vào ơn của Chúa để có thể sớm cho gia đình nạn nhân cũng nắm bắt được cái thông tin để góp phần vào cái sự yên ổn hơn, bớt đi phần đau khổ của họ. Được tin.